cái lúc mà check cam mình là người đi xác minh hình ảnh, chứ không phải bố mình nha. Mình là người đi xác minh hình ảnh, bởi vì mình là người duy nhất biết được câu chuyện này nó như thế nào. Mình đi cùng công an, mình xác minh hình ảnh và hình ảnh nhá, hình ảnh check camera. Gần 4 giờ sáng, Tống Nguyên Tiến mặc áo chống nắng nữ, có nghĩa là lúc đi là nó mặc một bộ quần áo nam và đi giày, lúc về là nó mặc áo chống nắng nữ chân đất, và nó đi xe của em mình, nó vứt xe ở trong bãi gửi xe, xong nó đi bộ về cái phòng trọ ở gần đấy, cách đấy có mấy trăm mét thôi. Sau hơn 5 tháng mất tích, chị gái Lương Hải Như đã livestream chia sẻ nhiều tình tiết góc khuất về vụ án của em gái. Đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ ngày 14 tháng 7, thế nhưng sự mất tích của cô gái tên Hải Như, sinh năm 1997 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, vẫn là một ẩn số. Dẫu cho lực lượng chức năng và gia đình đã dồn hết sức lực mong tìm ra dấu vết của em, nhưng cho đến nay tất cả chỉ là đau thương, nước mắt của người bố, người mẹ và nỗi đau bao trùm cả gia đình. Mới đây, chị gái song sinh của Hải Như có tên là Quỳnh Như đã xuất hiện trên sóng trực tiếp với vẻ mặt tiều tụy, gầy đi trông thấy do trải qua quãng thời gian dài vất vả tìm kiếm em gái. Trong buổi livestream, Quỳnh Như đã chia sẻ, tiết lộ nhiều tình tiết được xem là góc khuất mà chưa một báo đài nào đăng xoay quanh sự mất tích bí ẩn của em gái Hải Như. Cụ thể, một vài đoạn livestream được dân mạng cắt ngắn có nội dung như sau. Không thể tin được. Tại vì thằng nó chết thì nghĩ sao mà nó tha cho em mình được, đúng không? Thì đấy. Thế là thằng này nó, thì nó chết rồi. Nó cạnh nhà mà. Thế mình mới mất một tiếng đồng hồ. Nói chung là 1-2 tiếng mình không biết, nhưng mà mình ngồi khóc lóc ở chỗ cơ quan của mình. Mình run tay run chân, mình không đi được. Bởi vì là mình biết là thằng này nó mà đã xác định thì mình không thể nào mà em gái mình nó còn an toàn được. Xong rồi chiều hôm đấy là mình chưa dám gọi bố mẹ mình ra để đi tìm bội, mà mình và người yêu mới Hải Như hai người đi tìm ở cái khu vực Tây Mỗ, bởi vì cái định vị cuối cùng của nó ở đấy. Đi như điên ở trên đấy, mình gặp công an nào mình cũng dừng lại và mình cũng xin nhờ người ta giúp đỡ, bởi vì mình thật sự mình không quen biết ai và mình cũng không biết bây giờ phải báo án như thế nào cả. Mình nhìn vậy thôi chứ bố mẹ mình không sợ, không chịu được những cái cú sốc như này. Thế nên là công an người ta cũng không có làm việc với bố mẹ mình, mà là thời gian đầu là công an người ta làm việc hết với mình, và tất cả những bằng chứng các thứ mình đã giao nộp hết cho công an rồi. Có những cái mình có thể đăng và có những cái mình biết nhưng mình không được đăng. Nói chung là về cái vấn đề xe ấy, về vấn đề xe, mình cái những cái thắc mắc ở trong lòng mình ấy là như thế này này. Em gái mình check camera đi xe ra khỏi phòng trọ, đúng không ạ? Em gái mình check camera đi xe ra khỏi phòng trọ, đi về hướng đường Tây Mỗ đấy, về cái VinSmart đấy, và Tiến cầm Tống Nguyên Tiến ấy cầm cái túi giấy ấy, túi to đúng ấy, vác ở sau vai rất là to, cao tầm 1-1.2 mét đấy, vác ở sau vai và đi ra cùng thời điểm đấy. Thì có nghĩa là theo như bản thân mình những cái gì mà mình nhận định là chắc chắn chúng nó đi với nhau, chắc chắn là thằng Tiến này nó đi với em mình rồi. Và cái camera check là thằng Tiến này nó vác cái bao đi ra cùng cái thời điểm cùng với em mình, đúng không ạ? Và cái cung đường của nó đi nhá, thằng này nó đi cái cung đường của nó đi tất cả mọi nơi, nó đi tất cả mọi nơi ở trong cái khu vực Tiên Phương này, gần mộ nó này, gần mộ nó, gần cái nghĩa trang khác cũng gần nhà nó.
nó đi tất cả những cái cung đường đấy, cái đêm đấy nó đi lòng vòng ở trong đấy, mà nó cũng đi lòng vòng ở đỉnh So ấy, ở cái cầu Cù Sơn, xong đi định lòng vòng ở đỉnh So, nhưng mà tìm không thể nào tìm thấy được. Mà cái lúc mà check cam, mình là người đi xác minh hình ảnh chứ không phải bố mình nha, mình là người đi xác minh hình ảnh, bởi vì mình là người duy nhất biết được câu chuyện này nó như thế nào. Mình đi cùng công an, mình xác minh hình ảnh và hình ảnh nhá, hình ảnh check camera gần 4 giờ sáng, Tống Nguyên Tiến mặc áo chống nắng nữ, có nghĩa là lúc đi là nó mặc một bộ quần áo nam và đi giày, lúc về là nó mặc áo chống nắng nữ chân đất, và nó đi xe của em mình, nó vứt xe ở trong bãi gửi xe, xong nó đi bộ về cái phòng trọ ở gần đấy, cách đấy có mấy trăm mét thôi. Đấy là check cam là như thế. Mình không quay lại, mình đi làm việc với công an, và công an người ta bảo mình không được quay, mình chỉ chụp được cái xe nó, tình trạng cái xe nó như thế nào, để cho mọi người nhìn thấy là à, đêm đấy nó không phải, đêm đấy chắc chắn chúng nó phải vật lộn, chúng nó phải làm gì rồi cái xe nó mới đến mức như thế. Mà cái xe đấy là sau đấy phải hơn chục ngày rồi, hơn chục ngày mưa ấy, ở Hà Nội là mưa to ấy, là hơn chục ngày rồi mà nó vẫn còn bị chảy xước và bùn bẩn như thế. Mình không biết là nó đã lao đến đâu, nó đi đến đâu, nó đã làm những gì. Xe của thằng Tiến nó vứt ở bãi xe Tố Mỡ là hai người bạn của nó, hai người bạn làm cùng Grab của nó, người ta nhận là bạn của nó luôn mà. Người ta nhận với công an là quen biết thằng Tiến này qua Grab luôn. Và người ta bảo là người ta đi ngang qua và người ta nhìn thấy một cái xe giữa cả một biển xe máy, một cái xe màu đen bùn đất ở hàng bên trong. Người ta đi ngang qua, người ta nhìn thấy giữa một biển xe, người ta nói với công an như thế. Nhưng bởi vì là người ta ngoại phạm mà, thì đúng là người ta đi ngang qua thật. Thế bây giờ dù có sự thật rõ ràng rành như thế, công an kể cả cho bây giờ mọi người đều biết rõ là ấy, không thể nào mà người ta không thể nào mà vô tình mà thấy được, đúng không? Không thể nào mà vô tình mà thấy được một cái xe ở tít tận phía trong như thế. Đến xe của mình, cái xe, biển số xe có phải biển từ quý đâu mà mọi người bảo là nhìn phát là biết ngay, đúng không? Mà bây giờ lại bảo là cứ đi qua xong nhìn thấy thì đúng là vô tình quá. Thật sự không biết nên như thế nào. Còn bản thân mình thấy rất là nghi ngờ. Nhưng mà mình không làm được gì cả, bởi vì bây giờ là như các bạn thấy đấy, thật đầu thì nhà Tiến chạy Facebook có rất là nhiều người dùng nick ảo vào bên nhà Tiến, xong rồi nói chung là nick của chúng nó toàn là những cái nick ảo ơi là ảo, xong rồi chúng nó vào kiểu để chúng nó tác động đến tâm lý của mình ấy, để cho mình không làm được gì cả, mình cũng không tìm được Hà Như ấy. Để cho kiểu mọi người cộng đồng mạng ấy, người ta hiểu nhầm ấy, người ta dắt mũi ấy. Chứ còn những người mà đi tìm kiếm cùng nhà mình này, những người mà đã từng vất vả ở Cù Sơn, ăn ở đấy, ngủ ở đấy, tất cả mọi người đều biết. Tất cả mọi người đều biết là khổ như nào mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.